Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của Đài truyền hình Hà Nội. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Sau một thời gian trinh sát theo dõi, đội quản lý thị trường số 1 và số 4 Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng thành viên tổ công tác 368 Tổng cục Quản lý thị trường vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại ngõ 97 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội và đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm là máy hút thuốc lá, phụ kiện, tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1.600 sản phẩm là linh phụ kiện sử dụng trong thuốc lá điện tử. Đây là những mặt hàng không được phép kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, các sản phẩm này đang được cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về tác hại đối với sức khỏe con người khi sử dụng. Bên cạnh đó, các sản phẩm chủ yếu được kinh doanh, giao dịch, tiêu thụ hàng hóa trên mạng xã hội. Điều này cũng gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc truy tìm và theo dõi. Hiện, đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh, làm rõ. Công an huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp đối tượng lợi dụng đêm tối cùng trời mưa to đột nhập vào huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, đối tượng thực hiện hành vi là Hoàng Trịnh Anh, sinh năm 1982, trú tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng bước đầu khai nhận đã leo qua hàng rào bảo vệ của trụ sở, cắt khóa cửa ngách tầng 1, cậy cửa đột nhập 12 phòng của trụ sở huyện Phúc Thọ để trộm cắp tài sản. Với tổng giá trị tài sản đối tượng trộm cắp được là trên 140 triệu đồng. Khám xét nơi ở của đối tượng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm 45 triệu đồng cùng một số dụng cụ Trịnh Anh dùng để gây án. Theo Công an huyện Phúc Thọ, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã điều tra khám phá 18 trên 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, trong đó khám phá 7 trên 7 vụ trộm cắp tại các cơ quan công sở. Tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng trong việc tổ chức tham gia chữa cháy, xử lý các sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Sáng nay, ngày 7 tháng 11, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà tái định cư CT2 Hoàng Cầu. Theo tình huống giả định, vào khoảng 9 giờ sáng, do sự cố rò rỉ xăng dầu ở xe máy, cháy đã xảy ra tại khu vực để xe máy trong tầng hầm của tòa nhà CT2. Đám cháy phát triển lan rộng, kèm theo mật độ khói khí độc dày đặc. Phát hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã ngay lập tức báo động, tổ chức chữa cháy và hướng dẫn sơ tán người cùng tài sản. Đồng thời, gọi điện báo cháy tới Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội. Nhận tin báo, Công an quận Đống Đa lập tức điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đánh giá tình hình đám cháy diễn ra phức tạp, Công an quận đã xin chi viện từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội. Với việc huy động bổ sung lực lượng, phương tiện cùng chiến thuật chữa cháy hợp lý, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Buổi diễn tập thực tập phương án chữa cháy ở tại các tòa nhà này để nâng cao cái sự phối kết hợp giữa các lực lượng và như vậy đặc biệt là cái khả năng thực hiện cái nhiệm vụ công tác chữa cháy của các lực lượng ở theo phương châm 4 tại chỗ. Diễn tập thực tế là một trong những hoạt động tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thiết thực, hiệu quả đến các cơ sở, từ đó rút ra những kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những thiếu sót, tiếp tục hoàn thiện phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản khi có cháy xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Đống Đa. Trong thời gian vừa qua, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã liên tục tổ chức các đợt ra quân xử lý những vi phạm liên quan đến việc tài xế sử dụng ma túy và nồng độ cồn. Mức phạt đã tăng, lực lượng chức năng cũng tăng cường ra quân xử lý. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra và có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tuyến đường cao tốc, ghi nhận của phóng viên Camera 141. 20 giờ tại trạm phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nhiều xe ô tô bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông nhưng tăng ga bỏ chạy như chiếc xe mang biển kiểm soát 30G34527 này. Khi vừa xuống xe thì lái xe đã tỏ thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng. Sau một thời gian tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức đo nồng độ cồn, kết quả máy đo được 0,106mg trên 1 lít khí thở. Tài xế này đã bị đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát Giao thông lập biên bản xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Em đang dương tính ma túy ketamin này. Ừ. Đấy em thử nhớ xem là trong cái thời gian gần đây là có đi vào cái sự kiện gì hay là có cái việc gì mà bạn bè hay là em có đi sinh nhật. Ừ. Có sử dụng đúng không?
Dạ, em không biết, nhưng mà chắc là bạn lúc bây giờ... Dạ vâng, em không để ý thôi. Đấy. Tối hôm qua em có đi sinh nhật, em đi hát ở đâu chơi. Đối với các lái xe sử dụng các điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc mà sử dụng các chất kích thích liên quan đến nồng độ cồn và ma túy thì là rất nguy hiểm, đặc biệt đối với các bản thân các lái xe và ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia lưu thông khác trên tuyến, thì mật độ phương tiện tham gia trên tuyến rất đông, mà khi xảy ra tai nạn thì thường rất thương tâm thảm khốc. Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra gần chục xe container chạy đường dài. Lái xe đều được yêu cầu đo nồng độ cồn và test ma túy. Nhiều lái xe tỏ ra rất đồng tình với cách làm của cảnh sát giao thông, vì đó là biện pháp để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên mỗi tuyến đường. Số liệu thống kê cho thấy, tính riêng từ ngày 1 tháng 8 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 373 tài xế dương tính với ma túy. Trên các tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện 28 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Đặc biệt tại tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng này, riêng trong một ngày đã phát hiện 6 lái xe dương tính với ma túy. Tuy vậy, việc kiểm tra xử lý cũng gặp không ít khó khăn. Thì những cái người mà vi phạm về nồng độ cồn hoặc về ma túy này thì thường là kéo dài thời gian và không chấp hành thì dẫn đến là gây khó khăn trong cái việc kiểm tra. Sau khi test nhanh mà đối với người vi phạm mà có cái chất ma túy ở trong người thì chúng tôi phối hợp với C09 làm rõ cái chất ma túy này là chất gì để đảm bảo cho cái việc là xử lý người vi phạm là tâm phục khẩu phục và chấp hành vi phạm của mình. Hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, tạm giữ phương tiện, chế tài xử lý đã tăng nặng. Tuy nhiên, việc liên tục phát hiện tài xế dương tính với ma túy cho thấy vẫn còn không ít người tham gia giao thông bất chấp quy định pháp luật để vi phạm. Nguy hiểm hơn cả là hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 141 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.